Xin chào các bạn. Ngày hôm nay em quay trở lại với bài giảng lý thuyết mạch. Có một số bạn hỏi là đối với mạch có ba vòng như thế này thì sẽ giải như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi giải. Ok. Đầu tiên thì một tư duy các bạn sẽ luôn phải nhớ từ hai vòng hoặc là ba vòng trở lên, tức có thể coi là những mạch phức tạp. Thì chúng ta sẽ luôn luôn giải bằng phương pháp dòng vòng để cho nó dễ giải. Ok. Các bước giải của phương pháp dòng vòng. Bước 1 là xác định số nút số nhánh. Bước số 2 chọn chiều của dòng vòng dòng điện vòng. Bước số 3 viết phương trình và giải phương trình. Ok. Bước số 1. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có 4 nút, một đây, một ở đây, một đây và một ở đây. Từ đó chúng ta có thể suy ra số phương trình của bài cần phải viết là, để tìm ra số phương trình cần viết, chúng ta sẽ dùng công thức số phương trình bằng nhánh trừ nút cộng với một. Vừa nãy chúng ta đã có 4 nút rồi đúng không nhỉ? Và nhìn vào phương trình đây, chúng ta sẽ có 6 nhánh ở đây. Đây nhánh thứ nhất này. Nhánh thứ hai đây. Từ hai điểm nút nối với nhau. Nhánh thứ ba này, nhánh thứ tư, nhánh thứ năm và cuối cùng là nhánh thứ sáu. Tức là chúng ta có 6 nhánh ở đây, trừ đi 4 nút cộng 1 theo công thức là chúng ta sẽ phải viết 3 phương trình. Ok, đã xong bước 1. Bây giờ đến bước 2 là chọn chiều dòng điện vòng. Ở đây mình sẽ chọn theo chiều kim đồng hồ bởi vì đây là thói quen của mình. Chúng ta sẽ viết như thế này, chọn vòng 1 chúng ta sẽ coi là chiều của dòng điện A theo chiều kim đồng hồ. Các bạn cũng có thể chọn được chiều khác đi, nhưng mà hãy chú ý về dấu của nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết phương trình của vòng A. Hãy nhìn ở đây, theo chiều như thế này, theo chiều kim đồng hồ, tức là dòng điện nó sẽ chạy như thế này ở trong cái vòng A này. Nó sẽ đi qua phần tử R1, L1, R5, L5, L2 và R2. Được chưa nhỉ? Và chú ý một điều rằng cái vòng A này nó có giao với vòng B và vòng C. Nó giao vòng B ở đây này. Và giao với vòng C ở một đoạn là các phần tử R2 và L2. Điều đó nói lên cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải xét xem nó có cùng chiều hay không để còn có thể đưa ra dấu cộng trừ. Bây giờ mình sẽ viết để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé. Vòng A này đi qua R1 và L1 này. R1 này, L1 này. Đi qua R5, L5. Đi qua L2 và R2 xong nhá. Đây là xong cái IA, ok. Bây giờ chúng ta sẽ phải trừ đi cái dòng mà do IB và IC tác động vào dòng IA, tức là phải trừ đi. Thì sẽ có này. Đây IB đây. Có phần tử R5 và L5. Cái x5 này. X chính bằng L nhân omega. Cái này chính là trở của cái cuộn dây, được chưa nhỉ? Ok. Và dòng IA còn dính với cả vòng IC ở đây, hai phần tử là R2 và L2, thì chúng ta sẽ phải trừ đi. Ở trong dòng A theo chiều như thế này, tức là đến cái đoạn này này, IA nó sẽ đi xuống như này. Còn đây là chiều vòng B, cũng là chiều kim đồng hồ nhá. Đến cái đoạn có R5 thì nó lại đi ngược lên như này. Thì chúng ta phải có dấu trừ ở đây, được chưa nhỉ? Còn đến cái đoạn này này, IA nó sẽ đi ngang từ phải sang trái. Còn IC sao? Nó sẽ đi như thế này. Đó. Thì tức là nó sẽ ngược chiều nên chúng ta sẽ phải trừ đi.
Ok, và bây giờ sẽ tương tự chúng ta sẽ viết vòng B và vòng C. Mình xin giải thích thêm một chút. Cái phương trình vòng A, vòng B, vòng C này ấy, nó chính là phương trình cân bằng về F, được chưa nhỉ? Khi A nhân với cả R1 thì nó sẽ ra là U đúng không? U chính là điện áp ấy, được chưa? Các điện áp nó rơi trên các phần tử này. Đây là phương trình cân bằng về F ấy nhé. Ok, tiếp đến vòng B này. IB này, nhìn này. Đi qua R3 này, R3. Đi qua C3. Công thức, cái này là công thức rồi nhá. Một phần gì omega C3. Đi qua phần tử C4 này, tụ. Đi tiếp qua mạch. Đấy, L4. Tiếp theo đi qua R5 và cuộn dây L5 đây. Thì nó như này. Như vừa nãy thì biết được IB và IA ngược chiều thì sẽ có phương trình như thế này. IA cộng R5 cộng G nhân X5. Đây, trừ đi cái đoạn này nhé. Còn IC cũng tương tự. Nó đối nhau với cả IB ở đoạn này. IB nó sẽ đi từ chiều từ trái sang phải theo đúng chiều kim đồng hồ luôn. Nó sẽ đi như này, từ phải sang trái. C nó cũng sẽ đi theo chiều kim đồng hồ. Và đến cái đoạn mà chúng nó gặp nhau thì nó sẽ lại đi ngược như này. Dẫn đến chúng ta sẽ phải có dấu trừ ở đây. Trừ IA đây, trừ IC. Tiếp theo đến với vòng C. Bây giờ chúng ta đến tiếp tục với vòng C. IC đi qua các phần tử R2, L2, R2, L2, L4, C4. L4 đây, C4 đây. Đi qua cả R6 ở tận bên dưới nữa. Được chưa? Và trừ đi những phần giao nhau với IB và IB và IA. Được chưa? Giao IB này, LC này, LC. Giao với IA R2, L2. R2, L2 đây, đã trừ đi hết rồi. Ok. Vì đây nó là phương trình cân bằng về F. Mà chúng ta để ý ở đây nó có một cái E6 hình như là xuất hiện động gì đó. Đó. Thì theo công thức của phương trình cân bằng về F thì chúng ta sẽ phải xét thêm cả cái chiều này nữa. Vừa nãy chiều chúng ta chọn là chiều kim đồng hồ đúng không nhỉ? Quay như thế này. Thì I6 sẽ chạy như này này. À, IC chạy như này. Đến vào đây. Thấy cái mũi tên này không? Nó sẽ đi cùng nhau, vậy nó sẽ là cùng chiều và ở đây sẽ là cộng với cả E6, được chưa? Và đây là ba phương trình cần phải tìm. Được chưa nhỉ? Giải. Đây là toàn bộ các bước giải. Các bạn hãy xem lại kỹ. Và có một lưu ý cực kỳ quan trọng, đó là những bài nào phức tạp từ 3 vòng trở lên đấy thì sẽ luôn luôn phức tạp này, luôn luôn giải bằng phương pháp dòng vòng. Phương pháp dòng nhánh giải nó cực kỳ phức tạp. Được chưa nhỉ? Hãy nhớ điều đó. Bởi vì nó cực kỳ quan trọng, và hãy nhớ thêm cả cái này nữa. Đây là cái công thức ấy. X bằng L nhân omega. Cái này là tổng trở của cuộn dây ấy. Được chưa? Ok, video của mình đến đây thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh. Và có gì thắc mắc thì hãy có thể comment ở bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời trong tầm hiểu biết của mình. Ok, xin chào.